Đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cặp đôi mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Khi mà bố vô đây thì là bố ở Bình Thạnh, em ở quận 6, cho nên thực ra là quá trình ấy em cũng không có giống như ở rể. Bố nói là dâu là con, rể là khách, cho nên lúc nào bố cũng cảm giác là chiều chuộng em á. Em qua là em hơi ngại là tại vì bố thương mình quá, rồi về Thu lại nói là giống như là bố lại thương anh hơn em. Xin mời. Xin chào cha vợ con rể. Dạ. Chào chú. Dạ, chào cô Linh. Rồi, dạ, con chào, chào chú. Chào, chào em. Dạ, chào anh. Người quá quen thuộc của chúng ta. Dạ. Bất ngờ, thật là bất dạ. ngờ. À, hôm nay sao vậy ta? Ê, người tự quen gặp người quen nha. À. Chú có thể giới thiệu về mình cho tất cả khán giả đều biết được ạ. Dạ, dạ, kính chào tất cả các quý vị khán giả trong trường quay. Kính chào Quỳnh Linh, dạ. Quỳnh Linh Lộc. Dạ. Hey, chú tên đầy đủ là Vũ Minh Tuân. Dạ. Năm nay chú 73 tuổi. Ồ. Quê chính chú là ngoài Bắc, ở Nam Định. Còn hiện bây giờ là cư trú trong đây. Dạ. Xin mời anh giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc, chào quý vị khán giả trong khán phòng. Em tên là Lê Ngọc Tưởng, là diễn viên, là đạo diễn, là con rể của bố Minh Tuân. Anh làm lễ của bố được bao lâu rồi? Tính ra bây giờ là 17 năm. Wow. Chú, cái ngày đầu tiên mà chú gặp con rể Ngọc Tưởng là chú. Chú ấn tượng điều gì với người đàn ông này? Không thể tưởng tượng nổi Quyền Linh ạ. À. Là con rể bất ngờ á. Sao vậy chú? Vì nó bấy nó như trẻ con á. Nó có bấy giờ nó có 21 tuổi à. Dạ. Mà người gầy lắm. Ốm thì không như bây giờ. Dạ. Dạ. Tính tình nó sao, mặt mũi nó sao? Nó cũng có nguyên nhân của nó trước. Dạ. Thế con gái chú là học cùng với Ngọc Tưởng ở trong đây. Con chú ra trường là về Bình Định mất. Cho nên quyết tâm nó theo đuổi. À, quyết tâm lấy giữ lại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Con thì rất hiền. Hiền lắm, hiền. Anh ấn tượng điều gì khi mà lần đầu tiên gặp bố vợ nhỉ? Thực ra anh sợ. Tại vì bố vợ lúc đó là mặt rất lạnh. Bố đâu muốn cho giống như là bà xã. Bà xã là giống như là vô đây rồi giống như là mới học có 2 năm mà quen người yêu. Rồi ăn học không được rồi như thế nào đó ảnh hưởng việc học. Cho nên ý là bố là giống như là bố không muốn cho. Bản thân khi mà quen thì vợ cũng nói là bố là nghiêm khắc. Lúc đó là anh nhớ hè, nghe vợ nói là bố cấm không vô học luôn. Thì anh là từ đó giờ chưa đi đâu là xa hết á. Là chưa biết Bình Định là như thế nào. Chỉ biết vợ nói là vợ gần ga Diêu Trì. Cô bán con vé ga Diêu Trì. Rồi thì cứ xe lửa tới ga Diêu Trì, tới ngay ngã ba Phú Tài, ngồi ở đó. Gọi cho vợ thì không dám gọi. Lúc đó thì mới nhớ là vợ có một người bạn ở cách ngã ba Phú Tài 11, 12 cây ngay Quy Nhơn á. Thì thôi gọi cho người bạn đó. Cái người bạn đó xách xe gắn máy ra ngay ngã ba Phú Tài, rước về. Rồi từ đó người bạn mới gọi cho bà xã em. Bà xã em cũng đâu biết em ra đâu. Giờ chỉ nói thật với bố. Thấy bố ơi, giờ bạn trai con ra. Thì bố nói thôi nó không biết gì thôi, kêu nó về nhà giống như là nhà coi thử. Thì em khi bước vô nhà là em nhìn mặt bố là kể như em lạnh tanh luôn, không biết nói cái gì á, mà mặt mà anh hiểu, mà mặt xanh á. Em nghĩ lúc đó mặt em nghĩ xanh hay là xám em không biết, nhưng mà em cảm giác là em rất run rất sợ. Và bố kêu ngồi là ngồi, bố kêu uống nước, bố hỏi cái gì trả lời cái đó chứ không biết làm gì hết. Nói chung là lúc đó hồn vía nó cũng nhưng không mà có. Em nhớ cái năm đó năm mấy không? Năm 2001. Em nhớ rằng tháng mấy không? Em chỉ nhớ là hè tháng 6, tháng 7 gì đó. Em nhớ thứ mấy không? Không anh ơi. Tại vì trong giai đoạn đó anh cũng ra Quy Nhơn đó. Ủa anh đi đâu ra ngoài vậy? Đi ra ngã ba Phú Tài. Anh cũng ghế tới ga Diêu Trì đó. Ủa? Anh cũng đi kiếm vợ ngoài đó. Biết đâu lúc đó hai mình chung to mà không biết. À. Ủa phải không chú? Đúng rồi. Nãy giờ tưởng kể là anh tưởng đâu hình ảnh của anh cũng mò ra. Thưa quý vị, nhiều cái vô tình mà nhiều cái nó trùng hợp. Tôi này là bạn thân của
bố vợ Quyền Linh. Ông bà ấy tên, ông bà ấy tên là bà ông Thắng. Đúng rồi, Thắng ở ngay ngã ba Phú Tài, luôn luôn chiến thắng. Dạ. Đối, gọi là đối đầu với địch thủ. Dạ. Dạ, buôn bán vải lớn lắm, buôn bán lớn lắm. Thôi vậy tưởng qua đây nên qua đó cho. Hôm nào con rủ ông già vợ vô ngồi đó, con ngồi bên kia. Dạ. Ha, đúng ha. Cái ngay ngày đầu nó có cảm tình liền không chú? Thấy trẻ nó nhát quá. Dạ. Rồi bây giờ nó lập gia đình thì nó không lo không được. Dạ. Đúng không? Năm mới có 21 tuổi ạ. Lúc đó đang học mà tự nhiên lấy vợ chi thôi. Vâng. Ông nhưng mà 21 là quen ra trường là 22 mới đấy. À, quen mấy năm trong trường đó hả? À, dạ. Chính xác ra là học 2 năm rưỡi mà mới học được 2 năm Quyền Linh ạ. Chú thì có hai người con gái thì hai chị em trọ ở cái nhà trọ. Thì trên cái căn phòng ọp bẹp mà đi lên muốn sợ muốn đỡ thương ý, Ngọc Tưởng này quen con chú. Thế con chú thì cũng chỉ có nói thơ thơ với chú là con quen và học cùng trường với con. Ê, bây giờ tụi con đang học hành như thế mà bây giờ ít tuổi như thế này mà đã lập gia đình là sao? Thế chú cứ lo sợ. Tụi em học nhau là giống như là hết năm nhất rồi tụi em quen nhau thì ra trường tụi em cưới. Cưới luôn. Con nhớ nộn. Ngày cưới con là ngày không 10. Không có, con nhớ nộn. Bây giờ bố nói con còn nửa năm nữa mới ra trường. Về là tất cả nó thu về là gia đình con là bao cấp hết, con bao cấp hết. Dạ, dạ bố ơi không. Từ lúc bấy là chú không, bố không phải gửi học phí cho Thu nữa. Hàng năm nữa, bố nhớ mà. Dạ. Còn nửa năm nữa mới ra trường. Thu học hai trường đó bố. Biết rồi, học hai trường. Gồm mà riêng cái trường cao đẳng sân khấu điện này như là coi như là còn nửa năm nữa. Còn bây quên giờ. Rồi tưởng. Dạ. Bố nhớ đó. Như em là dân quá miền Nam thì đôi khi có một số món ăn á thì em cảm giác ăn không ngon. Khi mà nhớ lần đầu tiên không là bố cho con ăn bánh hỏi lòng heo. Đó là nó ngon lắm mà. Em á, em là em ăn cái món gì móng mà hơi cứng cứng bố, cái gì sụn sụn á, cái cổ hay cái gì á. Cái cuốn họng hay à, cuốn họng. Em cái xương của nó á. Em ăn cứng không được, nhưng mà thực ra cuốn họng thì bố em rất thích, giờ em rất thích là bố cứ gấp cho em. Ăn cứng đâu có được, nhưng cũng ráng nhai nhai, cũng ráng là nuốt nuốt. Tại thấy em ốm yếu quá, còn ăn nhiều đi con thì cũng ráng nhai nuốt, nhưng mà lúc đó không dám nói. Làm nuốt muốn cào bản họng hả? Chú cảm giác là chú với con rể chú hợp nhau điều gì nhất? Thỉnh thoảng thì cha con ngồi uống ít chai ít ly tâm sự thì nói chung là cũng nhậu chung ha. Dạ. Ai đô mạnh hơn ai? Không, hồi đó thì chưa biết uống. Đồ yếu đúng không? Dạ. Em đã thử một lần vào đá là xong, từ đó thì sao em không uống được nữa. Tại vì độ cồn nó cao vào uống cái nó giống như mình nướng trong cái cổ họng mình á, là ngon lắm, không dám. Nồng cháy lắm. Dạ đúng rồi. Khi mà bố vô đây thì là bố ở Bình Thạnh, em ở quận 6, cho nên thực ra là quá trình ấy em cũng không có giống như ở rể. Bố nói là dâu là con, rể là khách, cho nên lúc nào bố cũng cảm giác là chiều chuộng em á. Em qua là em hơi ngại là tại vì bố thương mình quá. Rồi về Thu lại nói là giống như là bố lại thương anh hơn em. Có bao giờ là bố không hài lòng với Ngọc Tưởng điều gì không? Dạ chưa có chuyện chưa gì. Chưa luôn. Dạ chưa có chuyện gì. Dạ. Vậy thì hai bố con mình chia sẻ với nhau bằng cách nào anh? Chỉ có giống như những bữa ăn trong gia đình á, rồi hỏi chuyện con làm sao, con cực quá hôm hay gì đó, thì bố chỉ có bố hỏi công việc. Nó là rồi em chăm sóc bố thế nào để thể hiện một tình cảm giữa chàng rể với ông và vợ? Em làm nghệ sĩ thì là đôi khi có những phần thưởng, có quà của đại sứ Hàn Việt chẳng hạn, thì có những gì mà em có quà hoặc em đi đâu diễn xa hoặc là thấy cái gì mà đặc sản hay gì thì mang qua cho bố cho mẹ. Ai thì cũng có dâu có rể. À, mà nói thật, con rể này là hơi đặc biệt. Nó hiền lành mà không có cái gì để mình buồn cả. Tôi thấy nó ít có tới thăm chú này kia, ít có chia không sẻ chú. Không sao đâu Quyền Linh, không nên. Và đồng thời từ cái ánh mắt chân tình, cha con chân tình, quý mến nhau, thế là được rồi. Chứ chú cũng không đòi hỏi là phải chăm chút bố những cái này cái khác. Không, con là con buồn, nếu con là cha vợ con buồn đó. Tại sao vậy Tưởng, tại sao em lại ít quan tâm, ít thăm bố và chia sẻ? Thăm á, thực ra là một tháng cũng qua gia thăm vài lần. Bố chỉ lo cho em thôi. Còn bố nói mọi chuyện bố không sao. Ví dụ bố đau cái chân, bố nói bố con không sao, bố khỏe. Ăn uống không được, bố bị gút không sao, bố cũng trị rồi con. Cũng mình cũng hỏi bố nói bố cũng tự trị được. Cái chân bố đau như thế nào, bố cũng lo được. Bố cũng là, thì có hỏi thì mọi chuyện là bố cũng tự giải quyết được. Em có bao giờ tổ chức sinh nhật cho bố không? À, gia đình cũng có. Em riêng em á, con rể có một món quà nào tặng cho bố chưa? À, thì cái áo hay cái quần thì có, còn mà giống như tổ chức sinh nhật thì chưa. Nói vậy thôi,
chứ thật sự nói thật con rể cũng phải có một cái gì nó quan tâm nhiều hơn nữa chứ. Hỏi cái gì ông già cũng được rồi thì nó mình ít do cái văn hóa với cái cá tính, cái tính tình của từng người. Giống như bố ơi bố, con tổ chức sinh nhật riêng cho bố nha. Em cảm giác là em bị mắc cỡ. Tức là ngại quan tâm sợ mắc cỡ, đúng không? Dạ. Có bao giờ em nói một câu nào mà yêu thương bố chưa? Chưa, cái con người em mà nói giống như là chỉ cần nói là giống như anh yêu em thôi à. Chứ cái giống như là con thương bố rồi em chưa nói, mà thậm chí ba của em con thương ba cũng chưa nói. Nhưng mà mình chỉ hành động, mình quan sát, rồi mình ví dụ thấy ba hay bố cần cái gì thì mình làm. Quan sát làm sao để người đối diện hiểu được là mình yêu thương người đối diện. Có bao giờ em chở bố đi khắp Sài Gòn chơi hay đi đâu chơi giữa hai bố con lần nào chưa? Trước đó hồi bố mới vô thì có chở rồi. Mấy lần rồi? Cũng vài lần, nhưng mà em thấy đủ rồi. Bố giống như là chở những dân lòng cho bố biết Sài Gòn, biết thành phố rồi. Sau này là mình chở cũng y phu mình lặp lại. Bố nói bố không buồn như thế. Nhưng con người mà càng nghĩ tại sao người ta có nhiều rễ, người ta quan tâm, người ta chăm sóc, chở đi chở tối chở lui. Mình cứ nói ổ chở đi là lặp lại hả? Ổ thiếu gì chỗ chở đi? Nó không có một cái thời gian nào hết quyền đấy nhờ. Bận lắm. Có khi 8-9 giờ tối rồi còn bay máy bay ra ngoài Nha Trang ấy, thấy nó vất vả lắm, đi suốt ngày suốt đêm. Có bao giờ bố vợ anh la anh điều gì? Gặp rồi bố con nói chuyện vậy thôi à, cũng không có xảy ra sự cố. Người ta hay nói là giống như là mình chưa xích mích á thì mình chưa hiểu được những cái góc khuất của nhau. Em nói đúng, nhưng mà thí dụ mình không xích mích mà mình vẫn hiểu thì đó vẫn tốt hơn chứ. Có nhiều cái giống như là bố anh sợ anh buồn, bố anh không nói, và anh cũng ngại, anh đang sợ, anh mắc cỡ, anh cũng không nói với bố anh. Nên cái điều đó làm giữa hai bố con có một cái khoảng cách vô hình nào đó. Nếu như có một người nào mẹ vợ khó hơn thì cũng sẽ trách con rể. Nếu trong gia đình có rất nhiều anh chị em cũng sẽ trách con rể. Bây giờ chú có mong muốn điều gì con rể của chú hay không? Thì bây giờ bà con quý vị, tất cả các quý vị ở đây, ai chả thế, làm cha làm mẹ thì đều mong mỏi cho con nó trưởng thành nhớ. Hả? Nếu nó trưởng thành càng lớn thì càng tốt. Sau nữa là cũng nhờ chương trình cho tôi được gửi lời chào hỏi thăm tất cả những đồng đội của tôi ngày xưa. Bây giờ xa cách như thế đã 40 mấy năm rồi. Dạ. Tôi nhớ các bạn lắm, nhớ đồng đội lắm. Cái ngày xưa ấy có đơn vị tôi thì có hai người tên là Tuân. Tôi quê nằm Gà thì gọi là Tuân Tõm. Còn có một người bạn quê Hà Tĩnh gọi là Tuân Tơi. Bây giờ tôi cho gửi lời hỏi thăm tất cả các đồng đội xa vắng. Tôi Vũ Minh Tuân năm nay 73 tuổi, tôi vẫn sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Thế cũng chào tất cả mọi đồng đội. Mà tôi nhớ đồng đội lắm, nhớ lắm. Dạ. Hôm nay muốn liên lạc với chú thì hãy liên lạc với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nhá. Rồi. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều. Dạ, cảm ơn Quyền đi. Chúc cho hai bố con thật là mạnh khỏe, dạ, vui vẻ, hạnh phúc, và nhớ dành thật nhiều thời gian cho bố vợ của mình chút xíu. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho gia đình mình, đó là nồi cơm điện của thương hiệu Akino. Dạ. Dạ, cảm ơn bác và anh đã đến với chương trình ạ. Vâng, dạ. Vâng. Mà cô định luôn 3 đêm, đêm nào cũng như đêm nấy. Cái cô mới nói Phượng ơi, mẹ nói con ơi, mẹ thương con, mẹ cưới con về đây rồi thì về làm dâu cho mẹ thì phải cho mẹ đứa cháu mới được chứ. Cái nó trả lời, nó nói mẹ ơi, cái gì cũng thẳng từ từ. Xin mời. À, chào cô. Chào em. Mời cô ngồi à. Dạ, chào cô. Dạ, chào. Dạ, chào chị ạ. Chào chú Hoài Linh. Dạ, chào cô. Lê Lộc. Dạ, chào quý khán giả. Dạ. Dạ. Cô khỏe không? Dạ, khỏe. Cô từ đâu tới? Dạ, tôi từ Bến Tre. Bến Tre hả? Dạ. Làm vườn nhiều không cô? Dạ, có được vài con vườn. Rồi, dạ. Bây giờ cô giới thiệu cho mọi người cùng biết. Dạ, tên tôi là Võ Thị Gai. Tôi nay 67 tuổi. Tôi làm nội trợ ở nhà, cơm nước cho con đi làm về ăn. Dạ. Võ Thị Gai hả? Gai. Gai hả? Dạ. Gai này, gai hồng chứ không phải gai gốc nha. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Xin chào anh Quyền Linh và Lê Lộc và quý vị khán giả. Em tên là Phạm Kim Phượng, 42 tuổi,
quê ở Bến Tre và có đứa con gái được 19 tuổi. Làm dâu. À, chị làm dâu. Làm dâu được 21 năm. Wow, 21 năm. Đúng, đúng. Cái ngày đầu tiên cô còn nhớ cách đây 21 năm đó, cô gặp cô con dâu này nè, cô thấy dễ thương không? Có ấn tượng cái gì không? Dạ, hồi trước khi thì nói với chồng nó cũng không có quen. Rồi cái tôi thấy con lớn rồi cũng hỏi con ơi, con có quen ở đâu không? Mẹ cứ vợ cho à. Cái nói không có mẹ, mày không thẳng từ từ đi. Rồi nói vậy cái gì ở xóm người ta thấy con nó lớn rồi, người ta nói thôi để con làm mai cho cô con nhỏ bên kia cả. Rồi bữa đó đi qua đi nói nó cái nó đi đám cưới nó chưa có về, cũng đợi tới trưa. Cái anh xui chị xui nói thôi giờ cũng trưa quá mà nó chưa có về, thôi giờ anh với chị với bác về đi rồi con tôi nó về để tôi nói lại với nó. Thì tôi cũng về. Về rồi cái ở bển nó không chịu. Rồi anh xui anh nói con mà con không chịu chỗ đó là ba đi ba bỏ xứ. Nói vậy đó cũng tội nghiệp. Nó cũng trả lời đâu với anh xui. Rồi anh xui mới nói thôi giờ ở bên này bước qua đi. Để bên này tôi cũng bước qua đặng cho ngày đám hỏi rồi đó. Dạ. Cái qua nói thì cũng chịu rồi. Ít tháng sau, chừng tháng sau à, cái tôi mới đi tiệm cái nhỏ đó nó nói tôi cô Út ơi, cô có nghe dâu cô làm sao không? Nói không có nghe gì hết á, hỏi dâu làm sao, nó tính nó qua nó hồi con cô. Cô mới nói hồi sao mà hồi, đâu không có nghe gì trơn á. Con cũng nghe nó nói qua nó hồi đó mà không biết làm sao. Thế về tôi nói với bà nó, tôi nói ông ơi ông, ở bển Phượng nó tính nó qua nó hồi con mình mà ông tính sao. Ông nói thôi đừng có mẹ mà đừng có rầu gì trơn á, mình làm xui á thì mình hứa với người lớn, người lớn hơn là người lớn nói chuyện với mình. Hiện giờ có gì anh xui chị xui trực tiếp nói với mình chứ còn ai nói gì mình đừng có nghe nó. Rồi tôi cũng không có băn khoăn gì hết, rồi không thẳng vậy thôi từ từ im đi luôn. Là cô không biết mặt con dâu hả? Dạ chưa nữa. Chưa biết mặt luôn. Dạ. Vậy mà hai bên xui đồng ý rồi. Dạ. Trời đất ơi. Lúc em biết mặt chồng em chưa, chồng tương lai chưa? Dạ như em cũng không biết nhau, rồi cái bữa qua coi mắt á thì em cũng có coi nhưng mà em không chịu nên em không có ấn tượng gì hết trơn á. Không ấn tượng lúc đó. Dạ, nhìn thấy bà vợ chồng sao? Thì thấy mẹ thì cũng hiền nhưng cũng... mà không chịu chồng. Dạ. Rồi cuối cùng nghe lời cha mẹ đành phải cưới hả? Dạ thì cha mẹ nói giờ cha đã hứa rồi vậy á. Thì giờ phải chịu thì em cũng nghe lời cha mẹ. Nghe lời cha mẹ luôn. Ngày xưa ông bà đặt đâu con ngồi đó, áo mặc sao qua khỏi đầu, bây giờ nó mặc qua thuốc lúc đầu luôn. Hôm nay về là hai mươi mấy năm chứ mẹ con không có rầy rà gì hết trơn á. Dạ, mẹ con ngày nào cũng như người nấy vui vẻ mà ngăn thôi. Nhưng mà không quen biết không gì hết á, về cưới về rồi bao lâu em với chồng em mới yêu nhau? Em về đó em cũng không có thương chồng em nên em không có nghĩ gì hết. Tối mạnh đứa nào để ngủ thì cái mẹ em á vô rình tụi em ngủ. Mẹ cũng thấy mạnh đứa nào góc đứa góc ngủ rồi cái bao lâu mình mới sống đúng nghĩa vợ chồng chị? Cũng lâu lâu chị cũng không để ý là thời gian nào nữa, để thương thì cũng không biết luôn nữa. Cô rình hay nói hả? Cô nói là cũng như thằng chồng của nó nói với người anh chú bác đó, nó nói anh hai chắc mất cả chì lẫn chài của anh hai. Rồi cái anh hai nó mới nói lại với tôi là thím của nó, cái này thím với chú coi chừng sao nghe, chứ ông Phượng nó không có thương hoàng đó, thằng hoàng nó than nó nói dữ lắm. Rồi từ đó thì cô mới thấy vậy, nói thôi để con sao đêm nào nó ngủ nó cũng lặng thinh không có nghe nói chuyện. Ê, cô cũng để ý thử coi, vô thấy nó nép vô trong giường. Không có nó nào đụng cái nào hết trơn á. Cô cũng rất buồn trong bụng. Ủa sao nó dâu nó không thương con mình hay sao mà kỳ vậy đây? Mà cô rình luôn ba đêm, đêm nào cũng như đêm nấy. Cái cô mới nói Phượng ơi, mẹ nói con mẹ thương con, mẹ cưới con về đây rồi, thì về làm dâu cho mẹ thì phải cho mẹ đứa cháu mới được chứ. Cái nó trả lời, nó nói mẹ ơi cái gì cũng thẳng từ từ, nói vậy á. Rồi cái mấy cô nó mới nói mày á, mày không cho nó đụng địa gì mày hết trơn, nó có vợ nhỏ nó bỏ mày cho mày coi. Cái bắt đầu vậy đó, rồi sau rồi từ cái thì hai đứa thương nhau mới đẻ được đứa cháu. Bây giờ nó đi học đại học đó. Yeah. Nó mới xin đăng ký lên đây nè. Rình ba đêm không thấy gì trơn. Không thấy gì hết trơn. Thưa cô, rồi khi mà con dâu về làm dâu đó, nó có làm dâu tốt không? Hồi nó mới về làm dâu này thấy nó cũng
nấu cơm đồ mình ăn cũng được. Nó hỏi mẹ ơi giờ nấu làm sao, mẹ nấu mẹ kho ha, nấu canh đồ. Nói thôi con giờ mẹ cũng dễ lắm, mẹ ba dễ lắm, con nấu gì ăn nấy à. Cái có bữa đó cô đi đốn mía, cái nói thôi Phượng ơi con đi chợ con mua đồ ăn về ăn làm cơm ăn đốn mía. Thì mẹ ở nhà mẹ đốn mía con đi chợ đi, cái đi nhức răng quá cái về ghé bên đi chưa có tới chợ nó về ghé chị xui. Cái ở bên đây sao đợi tới trưa không về. Cái cô nói sao mà đường Phượng đi gì lâu quá mà hồi đó đâu có điện thoại gì đâu. Dạ. Cái nói thôi để trưa nó về nghỉ đốn mía để chạy qua bển, cái nó chưa về để chạy qua bển thứ cái nó sao. Sau trưa về ăn cơm rồi cái thấy lót lót về hỏi ủa sao con đi chợ gì lâu dữ Phượng. Nên con nhức răng á, con không có đi chợ nổi mẹ, con về bển. Giờ con hết nhức rồi con về. Nói thôi vậy giờ con hết nhức rồi con về con nghỉ đi. Giờ chiều ăn cơm, có đồ ăn ăn cơm rồi, giờ mẹ đi đốn mía nữa. Tiếp tục sao rồi không thẳng từ từ con nó ở nhà nó nấu cơm. Nấu cơm mới chắc nước nồi cơm xong nó vuột cái đó ăn cơm hết trơn. Cái nó rung cái nói thôi con đừng rung vậy trên, cái lỡ no lỡ đổ rồi nấu khác chứ có gì đâu sợ. Mẹ không có rầy đâu. Thì nói vậy thôi rồi cũng thẳng từ từ rồi con nó tiếp tục nó mặn. Dạ. Mẹ chồng chắc dễ thương lắm ha, hiền dạ. Lắm ha em hả? Dạ hiền, mẹ thương con dâu dữ lắm anh. Ừ. Dạ. Mặt rất là phúc hậu luôn á. Dạ. Một cái thời gian ở chung với mẹ chồng thấy hai người hợp nhau điều gì? Em với mẹ thì cũng hợp nhau, giống như ăn uống em nấu gì mẹ cũng khen chứ mẹ không có chê em gì hết. Ừ. Mẹ kêu kho thì kho, nấu canh thì nấu canh vậy thôi, rồi mẹ cũng không có khen rồi mặn lạc gì hết. Mẹ nói nấu cứ ngon. Nấu là ăn thôi. Dạ. Rồi về ăn mặc dạy dỗ con cái trong nhà thì hai mẹ con mình có hợp không chị? Hợp nhau chị. Dạ. Em dạy con á thì mẹ cũng như không có nói em gì hết. Dạ. Rồi hai mẹ con mình không hợp nhau điểm gì chị? Con là như em để như tiền á. Em thì hay hờ hợt, để tiền thì đụng đâu thì em để đó chứ em không có mà gọn gàng thì mẹ cũng hay rầy. Dạ. Mẹ nói tiền thì con phải cất cẩn thận để lọt thì không có tiền mất tiền mà cực khổ. Nó ở riêng rồi cô vô á, cô giữ nhà giùm nó đó, thì sáng ngày cô vô cô thấy tiền sao rớt dài trong mụn rất dài ra vậy nè, cũng là 20-30 triệu vậy đó. Dạ. 2-3 triệu. Vậy cô mới nói 20-30 triệu nó bậy. Cái cô mới nói con ơi tiền bạc con cất cẩn thận chứ con mà cực khổ mà con để tiền bạc rớt vậy thì mẹ không có vô rồi người ta gặp người ta lộ mất sao, rồi tiền đâu mà con xây xài, rồi tiền đâu cho con đi học. Dạ. Vậy thôi chứ không có gì không mà để như vậy. Con dâu cũng hiền, thấy cô dâu rất là xinh luôn á. Nhà mấy chị em gái? Dạ tới 5 chị em gái. Ừ. Em thứ mấy? Em thứ 3. Ồ dạ. Rồi nhà cô là 3 thằng trai. Là thằng trai này trai dâu thứ mấy? Dạ dâu thứ 3. Thứ 3. Dạ. Cái hồi đó về thì không chịu con tôi. Tới chuyện sau rồi cái thương con tôi rồi để đẻ được đứa con rồi cái tôi cưới vợ thằng thứ 6 kia ở bển, chị xui cũng có con nhỏ ra thứ 6. Thấy nhỏ đi thành phố về thấy thương quá à. Nhỏ là giờ dâu út ở nhà. Dạ. Nó rồi cái hai chị em giờ về làm dâu chung nhà. Ủa là em. Em ruột của em. Em ruột của em. Dạ. Là hai chị em gái. Dạ. Lấy hai đứa con trai của mẹ. Dạ. Nhỏ này thứ 3 ở bển, hiện trai thứ 3 tôi cưới. À. Rồi con trai thứ 6 tôi là cưới em thứ 6 nó. Cùng thứ luôn á. Trời ơi quá tiện luôn á. Đặc biệt luôn rồi nha. Dạ. Nhưng mà quan trọng đó cô. Dạ. Cái đứa con dâu đầu tiên là cô còn rình 3 ngày. Dạ. Còn dâu thứ 2 có rình không? Rình ở đâu mà rình. Bữa đám cưới nó thì sáng ngày rước dâu khuya nó mổ ruột thừa rồi. Còn ở đâu ở nhà đâu rình. Ủa sao kỳ vậy cô? Không biết nữa. Mà mướn đồ cưới đồ về sẵn sàng hết trơn khi ra đau bụng. Cái chở lên mở cài cái mổ đau ruột thừa rồi. Rồi rước họ chứ đâu. Rước họ chứ đâu. Dâu đâu mà rình. Dâu luôn. Rồi sau đó thì em gái em có mấy đứa rồi? Dạ hai đứa trai đứa gái. Ủa, anh giỏi hơn dạ. Chị nữa ha. Nhờ đứa 10 và 11 tuổi với đứa 5 tuổi rồi. Cưng lắm. Dạ. Dễ thương ha. Có bao giờ em cảm động trước tình cảm của mẹ chồng dành cho mình không? Dạ có anh. Em về làm dâu mà hồi trước em không có thương, mà sau này thương thì thấy mẹ đối xử với em như là mẹ ruột em vậy, chứ em họ rất là thương mẹ. Mẹ chăm sóc từng ly từng tí luôn. Dạ. Hả mẹ lo như công việc gì mà em đi đâu mượn mẹ ở nhà giữ con em rồi dùm chừng nhà cho em. Ừ. Chắc dạ. Là lúc sanh là mẹ chăm sóc cũng dữ lắm hả chị? Dạ sanh là ở nhà mẹ chồng sanh luôn. Con dâu nó nuôi con giống mình không cô? Dạ thấy cũng giống. Cái em khóc thì nó cho bú rồi thì nói thôi em nó con
nó cũng khó quá, thôi con đưa cho mẹ dỗ cho con nghỉ đi, con sanh mới mà, để con ẵm nó rồi sau này thì bệnh hoạn đau lưng rồi đó thì cũng giúp cho nó vậy lắm. Nói chung hai mẹ con này 21 năm mà phải nói rất là bình an luôn á. Dạ. Anh nghĩ rằng đây cũng là một cái hình ảnh rất là đẹp. Dạ. 21 năm tất cả gần như là không có gì xảy ra mâu thuẫn, với một cái sự hy sinh thương yêu mẹ chồng đối với nàng dâu, và cái sự tôn trọng trân trọng giữa nàng dâu mẹ chồng, và cái sự kết hợp đó nó rất là tuyệt vời. Dạ. Nó tạo nên một cái tình yêu thương hoàn hảo luôn không ạ. Chúc mừng gia đình nha. Dạ, dạ. Chúng ta có bức thư của con trai cô đó. Dạ. Rồi, đây là thơ của chồng em, con dạ. trai của cô. Dạ. Chào chương trình. Hôm nay mẹ và vợ lên chương trình, con rất là vui. Từ khi về làm dâu đến nay, mẹ và vợ không có mâu thuẫn gì cả. Những lúc hai vợ chồng cãi nhau, mẹ luôn là người hòa giải, giúp hai vợ chồng hiểu nhau nhiều hơn. Vợ ơi, anh cảm ơn em đã nấu cho anh những bữa cơm ngon. Dạ. Luôn bỏ qua cho anh những lúc anh nóng tính vì làm vợ buồn. Cuối cùng anh mong hai mẹ con luôn thân thiết như bây giờ, yêu mẹ và yêu vợ nhiều. Cũng rất đơn giản như gia đình, nhưng ở đó hạnh phúc đông đầy. Dạ. Hôm nay đến với chương trình này, chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Dạ cũng có, như mong muốn mẹ luôn luôn như hồi trước em về tới giờ, chỉ với mẹ sống khỏe mạnh nữa, thì vui vẻ bên con cháu, thì dâu con rồi vậy á. Dạ. Còn cô có muốn điều gì con dâu của mình không? Dạ tôi cũng mong muốn cho dâu tôi từ đây sắp về tới thì hồi nào sao giờ vậy, cho dâu nó tiến bộ nhiều hơn, tới đây thì nó cũng có con có rể. Dạ. À. Dạ. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô đã lặn lội từ Bến Tre đến đây tham gia chương trình nha. Dạ. Một kỷ niệm của chương trình. Chúc gia đình hạnh phúc, dạ, thành dạ. công. Dạ. Dạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô và chị, đó là nồi cơm điện đến từ thương hiệu Akino. Rất cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. À. Em cô và chị nhiều sức khỏe. Dạ. Em cảm ơn rất cô với anh Lê Lộc. Ở đây này được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn ngày cô. Càng tiến bộ nhiều hơn. Dạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. À. Gửi lời thăm Bến Tre quê hương đồng khởi nha cô. Dạ. Dễ thương quá, một câu chuyện rất là nhẹ nhàng. Tôi luôn mong muốn điều đó thưa quý vị. Còn bây giờ có lẽ thời gian phát sóng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc, 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Quyền Linh và Lê Lộc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn yết đi, kệ nó. Kêu anh dậy, anh phát đồ anh mẹ. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu.